Xin chào tất cả các bạn, mình là Xuân và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kèo ICB Coin Europe. Và khi tham gia cái kèo này thì các bạn sẽ nhận được 15 đô và quy ra token của nó là 1.500 token. Và ngoài ra khi giới thiệu bạn bè các bạn nhận thêm 225 token nữa. Thì cái kèo này là một cái kèo làm trên con bot Telegram thì các bước làm thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào link trong phần mô tả video và sau đó các bạn vào link để chat với con bot nhé. Đấy, sau khi bạn vào link và chat với con bot này thì nó sẽ hiện ra cái thông tin về cái Aerobe này. Nó sẽ list sàn vào ngày mùng 7 tháng 11 này. Và các bạn sẽ nhận được 1.500 token của nó tương đương với 15 đô này. Cái token của nó có giá trị là một coin của nó, một ICB coin, một coin của nó là có giá trị là 0.01 USD này. Đấy. Các bạn sẽ ấn nút start ở dưới để bắt đầu nhé. Thì sau đấy là các bạn sẽ lần lượt làm từng cái nhiệm vụ này một. Nhiệm vụ đầu tiên đó là join kênh Telegram của nó này, ấn vào link rồi ấn vào join phía dưới này. Tiếp tục cái nhiệm vụ thứ hai đó là follow nó trên Twitter và like hai bài post cuối cùng. Bước thứ ba là retweet một cái bài tweet đấy. Thứ tư là follow và like cái fanpage của nó. Riêng cái này các bạn lưu ý nhé. Riêng cái follow và like các bạn lưu ý này. Bình thường thì các bạn mà ấn vào like ở đây ấy, thì đôi khi nó không hiện lên cái chưa chắc là các bạn đã follow đâu, mà các bạn cần phải ấn vào dấu ba chấm này. Các bạn ấn vào theo dõi. Lúc nếu các bạn chưa theo dõi nó sẽ là chữ theo dõi nhé. Các bạn ấn vào để nó chuyển sang chữ theo dõi thì như vậy là mới hoàn thành được cái bước này nhé. Bước tiếp theo là share bài post trên Facebook thì cũng ấn vào rồi share thôi. Và bước cuối cùng mình muốn hướng dẫn các bạn mới làm Aerobe chủ yếu là cái bước này, đó là cái bước mà tạo cái tài khoản ví của nó. Thì các bạn sẽ ấn vào cái đường link này này. Đấy thì ở đây nó có các cái lựa chọn cho các bạn ấy này. Cài trên Windows hay trên Mac đối với Apple này. Trên Linux hay là trên web này. Như ấy của mình thì mình chọn cài trên web. Các bạn sẽ mở cài trên web nhé. Thì cái trang web này nó chạy hơi chậm một chút. Rồi cái này do mình có tạo tài khoản rồi nên nó hiện ra này. Bình thường là các bạn nếu như mà nó hiện như này các bạn sẽ ấn vào sign up nhé. Nếu nó tạo tài khoản thì cái này nó sẽ tạo cho bạn tài khoản một cách ngẫu nhiên. Thì cái điều quan trọng ở đây có hai cái các bạn cần lưu lại. Đó là đầu tiên đó là cái cụm từ này. Các bạn cần, đây là chính là cái cụm từ khôi phục ví. Các bạn cần copy cụm từ này các bạn lưu vào một file nào đó nhé. Đấy. Các bạn cần copy cụm từ này, ví dụ nhé. Mình sẽ copy cho bạn xem này. Copy cái cụm từ này này. Cái thứ hai đó là các bạn cần copy cái địa chỉ ví này nữa nhé. Cái địa chỉ ví này là lát nữa bạn sẽ gửi cho con bot ấy. Đấy, xong sau đấy là các bạn sẽ tích vào đây. Đấy. Sau đó các bạn sẽ ấn next. Đấy thì ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn điền cái địa chỉ ví. Thì sau đấy các bạn ấn next thì là nó sẽ vào, thì là nó sẽ tạo cái ví đấy, cái ví của bạn đấy của bạn sẽ được tạo nhé. Còn cái này mình tạo rồi mình sẽ không ấy. Rồi. Xong rồi đấy, sau khi mà các bạn vào đây xong rồi nếu như mà hơi đấy như vậy là được rồi nhé. Cái ví là được rồi thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví đấy này. Copy lại cái địa chỉ ví đấy lưu lại này cũng. Đây, sau đấy là các bạn sẽ sang đây, các bạn sẽ ấn vào cái mục đó là mục yes. Nếu này các bạn đã hoàn thành tất cả các bước trên rồi, các bạn sẽ ấn vào yes này. Thì lúc đấy nó sẽ yêu cầu các bạn làm các cái điền các cái thông tin. Đầu tiên là điền email. Thứ hai đó là điền Twitter username.
cái Twitter username này các bạn mà chưa biết lấy thì các bạn có thể xem ở mục trong phần mô tả video ở phía cuối, mình có để link hướng dẫn nhé. Rồi tiếp tục đó là các bạn sẽ đường link, cái đường link mà các bạn share bài bài viết của nó trên Facebook ở đây, cái đường link mà bạn đã share. Tiếp tục là điền địa chỉ ví của các bạn vào, gửi cho nó vượt qua CAPTCHA, đánh kết quả vào đây. Đấy, vậy ấy, vậy là các bạn đã làm xong các bước do nó yêu cầu. Thì đây chính là đường link giới thiệu của bạn, các bạn sẽ copy link này để giới thiệu bạn bè nhé. Và nói ấy ngày nữa thì đây, cái đồng ICBC này nó là một đồng coin nha bạn nhé, coin không phải token đâu. Đấy rồi, mà muốn kiểm tra cái muốn kiểm tra cái số lượng coin các bạn đã nhận được là bao nhiêu, các bạn sẽ ấn vào cái hình dấu vuông này này. Đấy đấy, các bạn sẽ ấn vào mục balance là nó sẽ ra đó. Đấy nhá. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái kèo ICBC Coin Aerobe này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.